Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 5, giá vàng trong nước tiếp tục ghi nhận phiên giảm đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 100.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt phiên toàn vào rạng sáng nay ở dưới ngưỡng 1.950 đô la Mỹ một ounce, khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng cao gây áp lực mạnh lên vàng. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 67.070.000 đồng một lượng, giảm 100.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 66.950.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.400.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji là 600.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66.460.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66.460.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 67.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 540.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.350.000 đồng một lượng, chiều bán 67.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 66.980.000 đồng một lượng. Tại My Hồng SJC giảm 50.000 đồng một lượng chiều mua và chiều bán giữ nguyên. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.500.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 66.900.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank cũng không có sự thay đổi ở cả hai chiều mua bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.450.000 đồng một lượng, chiều bán 66.850.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều, từ 21.000 đồng một lượng đến 50.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.567.000 đồng một lượng đến 55.600.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.567.000 đồng một lượng đến 56.550.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm sáng nay, giá vàng thế giới đã chốt phiên toàn tại mức 1.946,13 đô la Mỹ một ounce. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng 6,17 đô la với tỷ lệ 0,32%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên cuối tuần 1.936 đô la Mỹ và cao nhất 1.957 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 26.716 đô la Mỹ một đồng.
Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, cũng chốt tuần tại mức 104,226 điểm, trong phiên đã tăng 0,01%. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt tuần tại mức 3,810% một năm, trong phiên đã giảm 0,34%. Giá dầu thô thế giới cũng đã chốt tuần tại mức 72,790 đô la Mỹ một thùng, tăng 1,38% trong phiên. Thưa các bạn, giá vàng thế giới vừa ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp và chốt tuần ở dưới ngưỡng 1.950 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 55.300.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11.800.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhận bố số 9 1.300.000 đồng một lượng. Mặc dù giá vàng thế giới vào rạng sáng nay neo ở gần mức như không thay đổi so với rạng sáng ngày trước đó, nhưng kim loại quý này đã giảm mạnh so với mức cao nhất được ghi nhận trong phiên giao dịch ở cuối tuần. Trước đó, vàng đã giảm khi báo cáo mới được công bố cho thấy trong tháng 4, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi, không bao gồm giá năng lượng và lương thực dễ biến động của Mỹ đã tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế dự báo với mức tăng 3,9%. Trong tháng 3, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed này đã tăng tới 4,2%. Theo Bộ Thương mại của Mỹ, trên cơ sở hàng tháng, chỉ số cốt lõi PCE tháng 4 đã tăng 0,4% so với mức dự kiến tăng 0,3%. Dữ liệu này cho thấy lạm phát không giảm đủ mạnh để có thể làm tăng khả năng Fed sẽ tạm dừng thắt chặt chính sách tiền tệ tích cực của mình. Các chuyên gia cho rằng lạm phát gần 5% là quá cao để Fed biện minh cho việc tạm dừng vào tháng 6. Kỳ vọng mới nhất của thị trường cho thấy 60,2% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp diễn ra vào ngày 13 và 14 tháng 6. Chuyên gia về kim loại quý ông Everett Millman của Galileo cho rằng đây được xem là một sự đảo ngược so với kỳ vọng trước đó và điều này sẽ dẫn đến nhiều biến động hơn trên thị trường vàng. Trong bối cảnh lạm phát vẫn còn cao và sẽ không có nhiều yếu tố có thể sẽ thay đổi quyết định của Fed trước cuộc họp tháng 6. Ông Millman lưu ý các nhà đầu tư nên tập trung vào cuộc tranh luận kịch tính về trần nợ vì những thông tin liên quan có thể kích hoạt dòng vốn trú ẩn an toàn đổ vào vàng. Các cuộc đàm phán để tăng trần nợ 31.400 tỷ đô la Mỹ của chính phủ Mỹ trước ngày 1 tháng 6 đã gặp một số trở ngại vào phiên ngày hôm thứ Sáu. Trước đó, các nhà đàm phán của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã gần đạt được thỏa thuận nâng trần nợ. Trưởng đoàn đàm phán của phe Cộng Hòa nói rằng, mặc dù hai bên đã đạt được một số tiến bộ trong một số vấn đề chính, nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận ở các vấn đề quan trọng khác. Ông Clifford Bennett, nhà kinh tế trưởng tại công ty chứng khoán ICE Security cho biết, cuộc khủng hoảng trần nợ của Mỹ sẽ được giải quyết và Fed có thể sẽ tạm dừng tăng lãi suất. Điều này gây áp lực tới giá vàng. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.